Thưa quý vị và các bạn, chỉ với 9 chiếc thuyền xi măng, ván gỗ, dây thép và 2 chiếc cột bê tông ở hai bên bờ sông, người dân xã Hoàng Tây, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã tự chế ra một cây cầu gọi là cầu tạm, nhưng thực chất thì cây cầu này đã được bà con sử dụng trong suốt hơn 20 năm qua và cho đến nay thì cây cầu đã đang xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi ngày thì đã có rất là nhiều những lượt người dân đi lại qua cây cầu này và gây mất an toàn. Hồi hộp, lo sợ là tâm trạng của bà Vinh và những người dân nơi đây khi đi qua sông, dù họ đã có hơn 20 năm làm quen với cây cầu này. Mặt cầu rộng khoảng 1,4m và dài 60m, hai bên không có lan can. Mỗi lần đi qua cầu là mỗi lần nín thở bởi cảm giác bồng bềnh khi di chuyển. Qua cầu này á, người nào bạo thì mới sang được, không bạo là không sang được. Hầu như là chỉ sợ xe cả người xuống. Cô nhìn thế này, ọp ẹp, rồi gỗ thì thưa, mộc, đi không khéo thì lọt chân xuống nguy hiểm chứ, rơi xuống sông. Xã Hoàng Tây có 10 thôn thì chỉ có thôn bờ sông nằm ở bên kia con sông Nhuệ. Người dân muốn đến Ủy ban Nhân dân xã, trẻ nhỏ muốn đến trường thì đi qua sông là con đường gần nhất. Nếu không thì họ phải đi vòng qua xã khác với quãng đường 8 cây số. Khoảng năm 1995, Ủy ban Nhân dân xã và người dân đã cùng đóng góp tiền để dựng lên một cây cầu phao giúp cho việc đi lại được dễ dàng hơn. Không chỉ có trường học mà cả ruộng đất canh tác của người dân phần lớn đều nằm ở bên kia sông. Điều đó lý giải vì sao hơn 130 hộ dân xóm bờ sông và các xã xung quanh vẫn đánh liều qua sông bất chấp mọi nguy hiểm đã nhìn thấy rõ. Sát cái mùa gặt rồi thì lúa là cứ phải cho một xe này bao một thôi, không dám đi nhiều. Lắm người còn rơi tùm hết cả xe cả người xuống. Một lần ngã rồi lên xuống cái dốc đấy là rất là sợ, cứ phải từ từ xong mới lại đi được. Một hôm có cái anh có cái xe cá cả gì các thứ lăn xuống luôn. Bây giờ nó như thế này là dễ đi đấy. Thế mà nó lướt xuống cái là khốn khổ khốn nạn luôn, không đi được. Với kết cấu tạm bợ của cây cầu thì việc ngã xuống sông như những trường hợp trên là điều dễ hiểu. Mặt cầu chỉ là những miếng ván gỗ tạp được kết nối bằng những dây thép rất tạm bợ và thậm chí là dây chạc. Giữ kiên cố cho toàn bộ cấu kiện cây cầu chỉ là hai khối bê tông ở hai bên đầu cầu. Trước tình trạng thiếu an toàn này, điều lo lắng nhất của người dân nơi đây là sự nguy hiểm mà con em họ phải đối mặt hàng ngày khi đi qua sông để đến trường. Hôm rồi cháu đang đi thì cái xe của cháu lặng quá, cháu bị trượt chân rồi ngã vào cái lỗ. Ở đấy có người giúp cháu lên ạ. Mỗi lần đi qua thì cháu thấy hơi sợ. Thỉnh thoảng các bạn cũng bị ngã vài lần. Cháu bị ngã hai lần. Lần thứ nhất thì là bố cháu dắt cháu đi, thế là bố cháu đèo cả hai đi, thế là hết thôi. Thế là xe với cả người bị đổ xuống sông. Lần thứ hai là mẹ cháu đi từ đây sang rồi, thế là mẹ cháu lao từ cầu xuống, thế là xe bị trượt sang một bên, thế là cháu bị ngã. Từ ngày cháu đi qua cầu, thế là cháu cảm thấy rất sợ. Đối với người dân ở xã Hoàng Tây, chuyện người đi qua cầu bị ngã xuống sông Nhuệ xảy ra như cơm bữa. Mặc dù chưa có trường hợp nào tử vong, nhưng số người bị thương thì không đếm được. Và với người dân, đặc biệt là với các cháu nhỏ, việc đi lại qua cây cầu này đã trở thành một nỗi ám ảnh. Vâng, thưa quý vị và các bạn, và cùng tham gia với chương trình Chuyện của Làng ngày hôm nay thì chúng tôi đã mời đến đây các vị khách mời sẽ cùng tham gia với chương trình. Vâng, và xin được giới thiệu anh Vũ Văn Nam là cán bộ sông thủy lợi của xã Hoàng Tây. Thứ hai là ông Vũ Khắc Dũng là trưởng thôn bờ sông xã Hoàng Tây. Và thứ ba là bà Nguyễn Thị Khanh, người trông cầu. Cảm ơn các vị khách mời đã cùng tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên xin là dành cho anh Nam ạ.
Anh có thể cho khán giả truyền hình biết là cái vị trí của cây cầu phao này thì nó có cái sự quan trọng như thế nào trong cái đời sống của bà con nhân dân ở đây ạ? Cầu phao Hoàng Tây thì nó ra đời cách đây khoảng độ 25. Nên là đặc điểm thì xã Hoàng Tây có 10 thôn xóm, trong đó có một xóm gọi là xóm bờ sông nằm bên tả của sông Nhuệ. Thì bên tả sông Nhuệ thì là có khoảng độ 20 hecta đất trồng lúa và một số hộ là nuôi trồng làm VAC, nuôi trồng thủy sản. Thì cái cầu này là rất là thiết yếu đối với lại xã Hoàng Tây, nó đảm bảo để làm sao cho bà con trong đi lại trong sản xuất nông nghiệp và cũng như là đảm bảo sự giao lưu đi lại giữa bên tả sông Nhuệ với lại bên trung tâm của xã. Vâng, vậy xin hỏi bác Dũng là cá nhân bác khi mà quan sát cái cây cầu này cũng như là hàng ngày bà con đi qua đây ấy, thì là bác thấy cái độ mất an toàn nó như thế nào? Dân qua lại thì độ an toàn của nó thì cũng không được đảm bảo lắm. Thế cho nên tất cả hàng năm là cứ hai đầu một mục thì là toàn bộ nó vẫn phải chỉnh lại và sửa lại của các cái hành lang hai bên. Vâng. Thế còn cô Khanh ạ, cô có đã từng chứng kiến những cái vụ ngã xuống rơi xuống cầu của bà con khi mà đi qua cái cầu này chưa? Ngã thì tôi trông ở đây thì tôi cũng có chứng kiến. Ví dụ cầu nó dốc quá chẳng hạn, hoặc là mưa nó trơn thì đi ngã. Một năm thì thường nó xảy ra bao nhiêu cái vụ tai nạn như thế ạ? Chỉ có về mùa nó cạn dốc quá thôi, với lại mưa phùn trơn, thỉnh thoảng nghĩa là người say rượu. Với lại lúc vô tình không để ý thì cũng có người ngã. Nói chung là cái cây cầu này thì nó không được đảm bảo an toàn, nhưng mà chúng tôi thì cũng chẳng biết làm thế nào. Vâng, vậy xin hỏi bác Dũng là với tất cả những cái vụ tai nạn nó xảy ra ấy, thì là về phía thôn ấy, thì có cái biện pháp gì không để hạn chế cái tình trạng gọi là người ta rơi xuống sông? Có người rơi xuống sông thì nói chung là thì tất cả các người đi qua đấy là nhìn thấy họ toàn bộ đôi giúp nhau và dùng các cái neo để quặt xe lên để tìm xe lên để nuôi lên. Về cái vấn đề kinh phí ạ, kinh phí tu sửa cầu thì mọi người hàng năm ấy, mọi người tính toán như thế nào và cái quá trình tu sửa nó diễn ra như thế nào? Hàng năm thì ủy ban xã cũng đã có tu sửa thường xuyên, nhưng mà do cái điều kiện ngân sách xã nó còn eo hẹp nên cũng chỉ ở trong tức là sửa chữa trong cái chỉ đạt được cái mức độ như thế này để đảm bảo bà con đi lại. Vâng, và mỗi khi vào mùa mưa lũ thì là bản thân người dân ở đây cũng tự tìm cách để bảo vệ cái cây cầu của mình. Và ngay bây giờ thì cùng xem là gia đình nhà cô Khanh sẽ cùng bảo vệ cây cầu này như thế nào. Việc đi lại qua cây cầu sẽ trở nên khó khăn hơn trong những ngày mưa, nhất là trong mùa mưa lũ. Khi đó mặt cầu sẽ trơn trượt hơn. Phần lớn người dân khi đi qua cầu đều phải dắt xe. 5 năm qua, vợ chồng ông Vũ Ngọc Hiên là người trông nom cây cầu này. Để bảo vệ cây cầu vào mùa mưa lũ, ông Hiên phải thường trực ở trên cầu để canh bèo về. Nếu hôm nào nhiều bèo quá thì phải tháo cầu để tránh bèo. Bèo biết ở nhà tiệu nếu mà xả về thì là đẩy, ra đẩy. Nếu mà không đẩy được thì phải cắt cầu ra. Mùa mưa gió thì nói chung là cũng đi lại cũng rất khó khăn. Và chủ yếu là học sinh đi học qua lại đấy là nó vất vả. Bây giờ cái cầu này xuống cấp nhất là về phần ván. Đấy, ván bây giờ là cũng được 5 năm ở nóng mục. Tôi đã đề nghị với lại xã là cho thay lại toàn bộ ván. Mỗi năm người dân xã Hoàng Tây đóng góp khoảng 7 tấn lúa để lấy kinh phí tu sửa cây cầu. Việc tu sửa chỉ là thay những tấm ván đã mục. 3 năm thì này cũng phải là thay lại toàn bộ ván cầu thì nó cũng bây giờ thì nó phải tầm xung quanh 30 triệu. Nhưng mà trong khi đó thì nguồn ngân sách của xã này rất là khó khăn. Tổng thu ngân sách của xã thì một năm chỉ được hơn 400 triệu. Nên cái việc duy tu mà sửa chữa thì cũng phải cân đối nguồn ngân sách để có thể là tu sửa được cầu. Có được một cây cầu kiên cố đã trở thành ước mơ của người dân nơi đây suốt hơn 20 năm qua. Bây giờ dân chúng tôi mong muốn lắm. Bây giờ mong muốn là có làm sao có cái cầu lấy đi lại cho các cháu mà gia đình không có điều kiện đưa các cháu đi. Đấy, thế các cháu đi xe đạp được, làm sao là có cái cầu này các cháu đi được một mình. Đấy, thì không phải người lớn nữa. Không riêng gì tôi mà toàn bộ dân ở đây
Đấy, là người ta cũng mong muốn được một cái cầu xây để các cháu đi học và nhân dân đi lại sản xuất nó thuận tiện hơn. Nếu như không có cây cầu đây thì người dân chúng tôi ở bên này, ở xóm bờ sông này là đi lại rất khó khăn, là không có lối đi. Bây giờ nếu mà đi lên Nhật Tịu thì phải 7-8 cây. Thì sản xuất thì chúng tôi chở lúa, chở các thứ, đi nhổ mạ các thứ thì không thể nào mà đi qua được. Dân chúng tôi thì ao ước quá chứ, có một cái cầu cứng mà đi thì con cháu đi học nó đỡ khổ, mà chúng tôi đi lại nó cũng thuận tiện, đi làm ruộng nó đỡ vất vả ấy. Cháu có muốn có một cái cây cầu để cho cháu đi học đỡ phải sợ. Câu hỏi tiếp theo xin được dành cho anh Nam về cái đề xuất của người dân. Chắc là cái mong muốn của người dân là muốn có một cây cầu kiên cố thì chắc là cũng có rất là lâu rồi đúng không ạ? Vậy về phía ủy ban nhân dân xã, về phía chính quyền địa phương ấy, thì cái việc mà để có một cây cầu kiên cố thì các anh đã lần nào mà đề xuất để cho người dân có được cây cầu kiên cố chưa? Nói về để đề xuất thì ủy ban xã chưa đề xuất gì, tôi gọi là chỉ có tu sửa làm sao để bà con đi lại cho nó đảm bảo. Vâng, thưa cô Khanh ạ, vào mùa mưa lũ ấy ạ, thì là có đông lượt người đi qua không ạ? Vào mùa mưa lũ thì nói chung là họ vẫn đi bình thường, nếu như là cây cầu vẫn còn nguyên. Nếu mà ở trên xả bèo về thì là tơi cát thì là không đi được. Thì học sinh đi học thì lại phải trúng câu, không có thì lại phải chờ đò. Vào mùa thu hoạch lúa thì sao ạ? Thu hoạch lúa thì nói chung là nếu mà bình thường, sông nước bình yên, không sao thì là vẫn đi bình thường. Thế nếu mà mất cầu thì là lại phải đi vòng, không có thì cũng phải chờ đò. Vì dân chúng tôi có ruộng bên đấy bên này nữa, thì bắt buộc phải chờ đò. Thế còn bác Dũng ạ, phản ánh của bà con khi đi qua cầu mất an toàn thì nó đang diễn ra rồi. Vậy thì bản thân bác thì bác có cái mong muốn gì không cho cái việc mà sẽ xây dựng một cái cây cầu ở đây ạ? Hàng ngày đang phục vụ cho của dân của xóm tôi là thì 130 hộ. Thế còn cái số này là không kể của các xóm, nguyên của xóm và sâu không. Về kinh phí của xã thì nói chung là không có. Cho nên bây giờ thì dân lúc nào cũng mong muốn về các cái cầu cứng để mà đi qua, để cho nó đi lại nó thuận tiện để sản xuất cho nó an toàn. Thưa quý vị và các bạn, có được một cây cầu kiên cố là mong muốn của người dân xóm bờ sông và xã Hoàng Tây ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam suốt hơn 20 năm qua, và hy vọng rằng cây cầu này sẽ sớm thành sự thật để quá trình đi lại của bà con sẽ được an toàn hơn. Và cũng xin được cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Mong cấp trên là cho dân một cái cầu để dân đi được yên tâm hơn. Cháu mong muốn có một cái cầu kiên cố để cháu đi cho nó đỡ sợ. Cháu mong các chú các cô cho chúng cháu một cái cây cầu vững chắc để chúng cháu đi học hàng ngày.